vị và các bạn đang đến với chương trình trò chuyện cuối tuần ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong các kỳ trò chuyện cuối tuần trước đây thì chúng ta đã có dịp làm quen và tìm hiểu con đường đi lên của khá nhiều các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam. Mỗi người trong số họ đều có một cái cách nghĩ riêng, một hướng đi riêng để có thể khẳng định thương hiệu của mình. Song điều nổi bật chung ở tất cả trong số họ đó chính là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, một lòng quyết tâm và dám nghĩ, dám làm để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp một doanh nghiệp, một doanh nhân như vậy. Đó chính là anh Nguyễn Thanh Trung, tổng giám đốc của công ty Tôn Đông Á, là một thương hiệu đã trở nên rất quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng Việt Nam trong những năm gần đây, cũng là nhân vật đặc biệt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được mời anh Nguyễn Thanh Trung. Chào anh. Dạ. Dạ thưa anh Nguyễn Thanh Trung, Quỳnh Hương rất là muốn bắt đầu câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay bằng một câu nói có lẽ cũng trở nên quen thuộc rồi, đó là tuổi trẻ là khởi nguồn của ước mơ, của sáng tạo và của hành động. Như vậy thì khi mà nhớ về một thời tuổi trẻ của anh thì anh có thể nhớ về những điều gì ạ? Khi mà cái tuổi trẻ của tôi thì có lẽ là cái mà nhớ nhất là trong cái mong muốn là mình làm sao để mà học hành để mà có thể đỗ đạt được và sau này mình có một cái công ăn việc làm tốt thì nó cũng rất là đơn giản. Thế nghĩ rằng là nó cũng là đơn giản của một cái tuổi trẻ, nó là đơn giản nhưng mà là mình cái thời gian đó lúc mà anh còn ngồi ghế giảng đường đại học thì giai đoạn đất nước của chúng ta cũng còn khá là khó khăn chứ không được thuận lợi như các bạn trẻ bây giờ. Vậy thì thời điểm đó anh có phải vượt qua những cái khó khăn hay là những cái thách thức nào để mà có thể đạt được những ước mơ của mình hay không? Trong cái thời gian mà tôi bước vào cái giảng đường đại học là tôi còn nhớ cái thời điểm đó vào năm 1977, một cái thời điểm mà đất nước là vừa mới thoát khỏi chiến tranh và phải nói là trong cái xã hội của Việt Nam vào thời điểm đó có quá nhiều cái ngổn ngang để mà cần phải giải quyết sau cái giai đoạn chiến tranh của đất nước khi mà đất nước được giải phóng. Thì trong cái thời đó thì tất cả mọi người đều lo cái lớn nhất, tôi nghĩ rằng là cái đói và cái mặc, làm là sao để cho mình có đủ no và mặc. Thì tôi cũng là một cái học để mà sớm đỗ đạt và có được một cái công ăn việc làm lo cho cái bản thân của mình, không phải là làm một cái gánh nặng cho gia đình và có thể là đóng góp một phần nào đó cho xã hội. Anh có nghĩ rằng là một lúc nào đó mình sẽ trở thành một doanh chủ của một doanh nghiệp và thậm chí là chủ của một doanh nghiệp lớn như bây giờ hay không? Tôi nghĩ rằng là cái tuổi trẻ thì ai cũng có một cái khát khao, một cái ước muốn, một cái mong muốn cho cái tương lai của mình. Nhưng mà vì hoàn cảnh đất nước vào cái thời điểm đó thì thật sự ra sinh viên như tôi thì nói về cái từ là trụ một cái doanh nghiệp thì gần như là không có một cái khái niệm đó trong đầu óc. Và tôi nghĩ rằng là cái thời điểm đó thì cái từ trụ doanh nghiệp cũng không được phổ biến trong cái cuộc sống xã hội như ngày hôm nay. Như vậy là cái mong ước của tôi là làm sao mà mình học cho đỗ đạt và bằng cái những cái kiến thức của mình ở trong nhà trường thì mình sử dụng để mà cho cái công việc sau này. Như vậy thì anh đã tiến được một bước rất là dài rồi kể từ cái thời điểm đầu tiên anh bước chân vào đại học ha. Nhưng nói về cái thời tuổi trẻ đầy mơ ước đó thì Quỳnh Hương ngày hôm nay thấy đang có mặt anh Phan Huỳnh Chương là giám đốc của công ty cổ phần cơ điện làm và công nghệ môi trường GTEC, cũng là bạn thân của anh Trung hồi đi học từ hồi cấp 3 tới bây giờ phải không ạ? Ngày hôm nay cả hai anh đều thành công, thành đạt trong đường đời. Vậy thì anh có thể chia sẻ điều gì về người bạn thân của mình ngay từ những cái giai đoạn hàn huyên như vậy ạ? Vâng, tôi và anh Trung có một khoảng thời gian cùng học tại trường trung học Phan Như Trinh Đà Nẵng. Chúng tôi học cùng lớp từ lớp 6 đến lớp 12. Thì lúc đó tôi làm lớp trưởng. Và tôi nhớ là hình ảnh của Nguyễn Thanh Trung, một anh học sinh học rất giỏi, nhất là môn toán, môn lý, nhiệt tình, sâu nổi trong các phong trào của lớp. Và đặc biệt hơn nữa là Trung chơi với bạn rất là tốt và bạn rất là quý mến. Và đến bây giờ chúng tôi ngồi nhìn nhận lại vấn đề thì thấy rằng phải chăng đó là một trong những phẩm chất quan trọng và cơ bản để sao đi hình thành một cái nhà doanh nghiệp bài bản như anh Trung bây giờ.
Như vậy thì các anh đã cùng nhau học tập và trưởng thành rồi. Và Quỳnh Hương cũng có được biết là các anh vẫn tiếp tục gắn bó với nhau, thân thiết. Mặc dù là bây giờ mỗi người đã có một cái hướng đi riêng và một doanh nghiệp riêng ạ. Sau khi vào đại học thì mỗi người học tại một trường khác nhau. Anh Trung học trường Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh khoa xây dựng. Tôi thì vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng khoa cơ khí. Đến năm 2004 thì chúng tôi lại là đối tác với nhau. Tôi tham gia với anh Trung trong vấn đề chế tạo cái hệ thống thiết bị lò sấy của cái dự án Tôn Bạo Màu của anh Trung. Và đến năm 2008 thì tôi lại tiếp tục là đối tác của anh Trung trong cái việc chế tạo cái hệ thống sấy lò sấy Tôn Bạo Màu của cái dự án mở rộng của anh Trung. Và chúng tôi đến hiện nay thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi vẫn tiếp tục là đối tác với nhau trong các cái dự án phát triển của anh Trung sau này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Quay trở lại với anh thì cũng Quỳnh Hương được biết rằng là sau khi ra trường đó thì anh cũng có đầu quân về một cái cơ quan nhà nước một thời gian, rồi cũng được bổ nhiệm được vừa làm vừa tổ bổ thêm kiến thức, rồi anh cũng được bổ nhiệm làm quản lý. Nhưng mà dường như là thời điểm đó với anh thì cái công việc nó chưa có đủ thỏa sức, gọi là toan tan bồng cho anh vẫy vùng hay sao ạ? Sau khi mà tôi tốt nghiệp trường đại học á, ra trường á, thì phải nói rằng là lúc đó là cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Và nói thật là như vậy, là mình cũng đã có được một cái tấm bằng đại học. Và nhất là trong cái thời điểm hoàn cảnh đất nước là rất là khó khăn. Và cái mơ ước lúc mà ra đi làm á là có được một cái chỗ để làm việc, để mình đem tất cả những cái kiến thức của mình học được ở trong nhà trường ra để mình làm. Và tôi là một người kỹ sư được đào tạo để mà làm cái công tác là thiết kế và xây dựng. Thì cái thời gian đầu tiên tôi ra là tôi làm cho một cái công ty khảo sát thiết kế của Tổng cục Cao su Việt Nam. Thì lúc đó là tôi gần như là nỗ lực vào làm việc và học tiếp tục qua sách vở, qua bạn bè và qua những người đàn anh đi trước, cũng như là thầy cô giáo mà cùng hợp tác trong quá trình làm làm công việc của mình. Vì tôi nghĩ rằng là với những cái hệ thống mình đã được dạy dỗ ở tại nhà trường thì nó cũng chưa đủ để cho mình và rằng làm việc ngay từ đầu. Như vậy lúc đó thì tôi rất là nỗ lực trong cái công việc thiết kế của mình. Và bên cạnh đó là tôi cũng có một cái thiên hướng là muốn làm về cái công tác quản lý. Cho nên tôi cũng là dần dà tôi đã được là cơ quan tín nhiệm và đưa lên là làm cái công tác quản lý về cái mảng kết cấu, về thiết kế ngành xây dựng. Thì cái mong ước hồi đó của tôi là chỉ là làm sao mình có những cái thiết kế, và những cái thiết kế đó thực sự sẽ được đưa vào để trong cái thực tế là sẽ xây dựng những công trình. Lúc đầu mình làm những cái công trình nhỏ, sau dần dần mình sẽ làm những cái công trình lớn hơn. Như vậy là cái chuyên môn, cái nghiệp vụ của mình nó sẽ càng ngày càng và đang làm được tu bổ, được phát triển hơn nữa. Vậy thì lý do vì sao mà đã có dẫn đến bước ngoặt là anh đã quyết định ra lập một công ty riêng và hoạt động, và thậm chí thời điểm bây giờ cũng chưa có bắt đầu liền với lĩnh vực là tôn, hình như là nước giải khát. Đến cái năm 1986 tôi nhớ rõ như vậy, thì chính phủ mình á đã có những cái thay đổi để mà mở cửa, để mà kêu gọi những cái đầu tư và cũng như mở cửa cho tất cả các cái cá nhân ở trong đất nước của mình có thể rằng là có điều kiện thuận lợi hơn để làm ăn. Thì trong cái quá trình như vậy á, và đến cái thời điểm đó thì tôi lại là thời điểm lập gia đình. Thì cũng là một cái thời điểm làm cho tôi đã thay đổi rất nhiều cái suy nghĩ. Những cái suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình cứ ở trong một cái môi trường làm việc như thế này, mặc dù xung quanh thì có anh em đồng nghiệp rất là quý mến và gắn bó đã làm bao lâu, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà không có những cái điều kiện khác thì mình cũng khó mà mình mở rộng cái khả năng của mình ra để mình làm, với cái mong muốn là mình có một cái gì đó mình tự mình làm bằng chính cái suy nghĩ, bằng chính cái sáng tạo của mình. Thì như vậy lúc đó là tôi quyết định là tôi nghỉ công ty nhà nước. Thật sự lúc tôi nghỉ thì phải nói rằng là cũng nghe nhiều cái ý kiến của nhiều người nói rằng tại sao tôi làm việc với công ty nhà nước là đến 7-8 năm rồi mà dám mạo hiểm để nghỉ. Coi như làm lại từ đầu. Coi như từ đầu.
Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà không nghĩ cơ quan nhà nước mà mình cứ tiếp tục như vậy thì không biết rằng là cái con đường để mà mình tự mình làm theo cái suy nghĩ của mình thật sự thì nó sẽ có những cái gò bó. Nhưng mà vì sao anh lại chọn cái ngành là nước giải khát? Thưa nó không thì... có ăn nhập gì nhiều lắm nên cái lĩnh vực là chuyên môn của anh được đào tạo. Thì khi tôi nghĩ cái ngành cái nghị nhà nước ra thì tôi ra ngoài tôi làm á, thì tôi lại vào cái thời điểm đó thì có một cái công ty Việt Kiều Đức là một cái người anh họ của tôi, thì anh về anh đầu tư ở Việt Nam. Nó thì anh muốn tôi vào làm cho anh để tham gia cái công tác quản lý. Vì có lẽ cũng anh cũng có nhìn rằng là tôi cũng sau một cái thời gian làm việc thì có lẽ là tôi cũng có một cái số khả năng gì đó về công tác quản lý tổ chức thế này thế kia. Thì lúc đó tôi cũng mạnh dạn tôi nhận và tôi làm. Rồi, như vậy thì Quỳnh Hương muốn hỏi thêm nữa, nếu như mà cái Quỳnh Hương nhớ rằng là cái thương hiệu nước giải khát Festi cái thời điểm bây giờ nó cũng nổi đình nổi đám à. Như vậy cũng gọi là một thành công. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển hướng, lại chuyển sang cái lĩnh vực là tôn như hiện giờ chúng ta đang thấy? Có phải là anh là một người không tự hài lòng, không bao giờ tự hài lòng với những thành công mình đang có và luôn luôn hướng về một cái ngọn đồi cao hơn, cỏ ở đó xanh hơn, ví dụ là như vậy? Thật sự ra mà nói rằng là để mà tôi nhìn hướng xa hơn nữa, cao hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc sống ai cũng vậy, cũng mong mà mình càng ngày càng phát triển hơn. Nhưng mà ngoài rằng là đứng ở đây mình nhìn trên đồi thì chắc tôi cũng không dám nhìn ở trên đồi không nhỉ? Bởi vì tôi cũng muốn rằng là mình á thì có đôi chân chứ mình không phải là có cái đôi cánh. Do đó là tôi muốn đi bằng những cái bậc thang trên cái đôi chân của mình. Chứ không thể là mình bay được. Thế nhưng mà khi mà tôi làm cho cái sản phẩm nước giải khát, tôi tổ chức quản lý và xây dựng một số các cái cơ sở sản xuất, cũng có được một cái vị trí trong cái thương trường thời điểm đó. Tôi làm trong thời gian khoảng 5 năm. Nhưng mà đến cái thời điểm vào năm 1995 thì công ty Việt Kiều Đức này người ta lại có những cái chuyển hướng về cái vấn đề chiến lược làm ăn. Thì đó cũng là cái thời điểm mà tôi cảm thấy rằng là mình mong muốn rằng là mình phải làm cho chính bản thân mình. Mặc dù thời điểm đó tôi cũng đã được tự do là tổ chức thế này thế kia để tôi làm. Từ mình quản lý, điều hành, tổ chức xây dựng cái mạng lưới sản xuất vừa kinh doanh cái này cái nọ. Nhưng mà tôi vẫn không thấy đó là cái thực sự do chính là riêng của mình bằng cái khối óc của mình để mình làm. Tiếp với nhau thì trong cái thời gian đó thì tôi có làm một cái đại lý nhỏ cho một cái sản phẩm tôn. Thì tôi nghĩ rằng là cái sản phẩm về vật liệu xây dựng sẽ rất cần cho cái công cuộc phát triển và hiện đại hóa đất nước khi mà mình xây dựng đất nước. Do đó tôi nghĩ về cái vấn đề vật liệu xây dựng, do đó tôi nghĩ về vấn đề cái sản phẩm tôn. Nhưng mà có lẽ là vào năm 1998 là một cái cột mốc khá là quan trọng. Tại vì năm đó cũng là năm đầu tiên Tôn Đông Á ra đời. Nếu mà trước đó thì anh chỉ là gọi là kinh doanh thôi. Thì đó là năm đầu tiên anh bắt đầu sản xuất ha anh? Vì sao anh lại có một cái ánh nhìn đầy vẻ hoài niệm và xa xăm như vậy ạ? Thì khi mà tôi làm kinh doanh cái sản phẩm tôn với một cái đại lý nhỏ nhỏ thì lúc đó tôi tìm hiểu về cái thị trường. Trước hết là tôi tìm hiểu thì vì tôi có một cái kế hoạch, một cái chương trình để mà mình nghĩ rằng là nếu mình muốn ra một nhà máy thì mình làm như thế nào. Thì trước hết tôi phải muốn hiểu cái đầu ra của sản phẩm như thế nào. Như vậy là lúc mà tôi buôn bán cái sản phẩm tôn nhỏ nhỏ thì tôi hiểu được cái nhu cầu của thị trường. Song song bên cạnh đó thì tôi liên lạc với nước ngoài để tôi tìm cái nguồn nguyên liệu đầu vào cho cái sản phẩm tôn, đó là cái tôn căng ngùi. Thì lúc đó tôi nhập một cái số lượng nhỏ nhỏ, một vài chuyến hàng, vài chục tấn hàng. Rồi sau đó tôi liên lạc với một số các cái nhà máy tôn vào cái thời điểm đó. Tôi gửi cái nguyên liệu đó cho các cái nhà máy, họ gia công và sản xuất ra cái sản phẩm tôn theo yêu cầu của tôi. Và tôi đưa cái sản phẩm đó ra thị trường. Thì như vậy là dần dần trong một cái quá trình thời gian gần hơn một năm, tôi hiểu được về thị trường, đầu ra của thị trường, tôi hiểu được về cái đầu vào của nguyên liệu, và tôi cũng học hỏi để tôi hiểu được về vấn đề xuất nhập khẩu là như thế nào. Rồi có vấn đề tài chính để mà gọi rằng là quy hoạch cho một cái hoạt động của cái dòng tiền cho một cái công ty nó như thế nào. Nhưng mà anh kể về những ngày đó có vẻ như là mọi cái đều rất là suôn sẻ và thuận lợi, không gặp một khó khăn nào hết ạ. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái doanh nghiệp nào cũng có rất là nhiều khó khăn, nhất là những cái giai đoạn như vậy. Thì tôi cũng như vậy. Khi tôi nghĩ rằng tôi quyết định tôi ra một cái công ty riêng và có một cái
kế hoạch để mà thành lập một cái nhà máy sản xuất tôn á. Thì thời điểm đó thì trong nhóm của chúng tôi là có 5 anh em. Rồi tôi cũng đề ra định ra phương án rất là rõ ràng rồi, và tôi cũng đã có một cái hướng đi nó rất cụ thể như vậy rồi. Thì 5 anh em cùng với nhau làm. Nhưng mà sau một cái thời gian khoảng chừng hơn 3-4 tháng gì đó thì có 3 anh em là quyết định rút. Thì có lẽ là 3 anh em quyết định rút thì cái lý do chính là người ta cũng có một cái công việc người ta muốn làm. Nhưng mà tôi cho là lý do lớn nhất, người ta không, người ta cảm thấy là cái việc mà mạo hiểm để mà đầu tư một cái dây chuyền á, thực sự là công việc mạo hiểm, theo quá mạo hiểm, là quá mạo hiểm. Vì cái dây chuyền của một cái sản phẩm nó không phải như là một cái món tiêu dùng, như là một chiếc xe hay là một cái máy. Lỡ mình mua về mà mình không sử dụng thì có thể mình đem mình bán đi được. Rồi mình nhập về một cái dây chuyền, nhưng mà một cái dây chuyền thì không thể nào bán được, bởi vì nó là thuộc dạng chuyên dụng. Thì như vậy tôi lập mà cái khó khăn đó là cái khó khăn đầu tiên. Tính vào cái thời điểm 1998 đó thì là máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất tôn của chúng ta là vẫn còn rất là lạc hậu so với lại là các nước trên thế giới. Thưa quý vị, cũng nhân nhắc đến những ngày đầu thì chúng tôi xin giới thiệu anh Võ Thế Sơn, là thạc sĩ giáo viên khoa công nghệ vật liệu trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, người đã cùng anh Trung lắp ráp cái dây chuyền đầu tiên. Chắc hẳn là anh Sơn vẫn ít nhiều còn nhớ là những cái khó khăn và những cái vui buồn và những ngày tháng đầu tiên đầy gian nan đó, phải không ạ? Xin mời anh. Vào cái thời điểm đấy thì rất nhiều, cũng có một số các doanh nghiệp làm. Nhưng mà cái hay của anh Trung ở cái chỗ là ảnh đi từ buôn bán trước, tức là từ cái sản phẩm trước, rồi sau đó mới bắt đầu mới xây dựng nhà máy. Thì những cái ngày đầu đấy thì phải nói là với cái công nghệ của Việt Nam mà sản xuất ra thì đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường vào cái thời điểm đó. Và ngày đấy, ngày đầu tiên đấy thì tôi nhớ là ngày 14 tháng 9 năm 2, tức là năm 1900, tức là cách đây là cách mấy ngày nữa thôi là đủ 10 năm. Năm 1900, cách mấy ngày nữa thôi là đủ 10 năm. Năm 1998. Trong cái điều kiện lúc đất nước vừa mới bắt đầu mở cửa mà, cho nên phải nói là rất nhiều cái khó khăn, nhưng mà anh em chúng tôi cố gắng để vượt qua và làm cái, tạo cái nền móng đầu tiên. Và đến bây giờ thì phải nói là rất là phát triển, và anh Trung đã đi rất là cơ bản. Tại vì vào cái thời điểm đấy là cũng có nhiều nhà máy lắm, nhưng mà phải nói là nhiều nhà máy tới bây giờ thì cũng họ chuyển hướng đi, họ làm không ấy. Nhưng mà trong khi đó Đông Á với anh Trung thì anh đến xây dựng ngày càng phát triển và phát triển rất là bền vững. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Sau 10 năm thành lập thì anh đã nhiều lần thay đổi cái công nghệ trong sản xuất, phải không? Điều đó có phải là tại vì anh đó là một điều kiện tiên quyết để cho anh muốn cho tôn Đông Á nó phải là giữ một cái chất lượng hàng đầu trên thị trường? Cái thời gian đầu tiên tôi ra cái dây chuyền đầu tiên thì phải nói là một cái dây chuyền rất là đơn giản. Đơn điều về sản phẩm, công suất nhỏ, và gần như rằng là cái thủ công của cái dây chuyền chiếm lớn hơn là cái tự động. Và trên dây chuyền cần những cái người có tay nghề, có cái kỹ năng trong cái thuần thục về cái kinh nghiệm trên cái dây chuyền nhiều hơn là những người kỹ sư. Thì trong cái giai đoạn mà khi tôi làm như vậy thì cái sản phẩm tôi ra nó đơn điệu, nhưng mà cái thời điểm đó cái sản phẩm đó cũng có một cái góc thị phần tương đối vào cái thời điểm đó, vì nhu cầu phát triển của Việt Nam vào thời điểm đó chưa cao như hiện nay. Chính vì vậy tôi đã dần dần có thể xây dựng được một cái thị phần của mình, và có những cái thời điểm là cái sản phẩm về tôn mả lá với cái quy chuẩn của nó là 2m 24 3m, và cái khổ của nó là khoảng chừng 900 với lại một thước á. Có những lúc là công ty chúng tôi đã đạt lên đến một con số là 1.500 tấn, một con số rất là lớn. Thế nhưng mà cái sản phẩm đó hiện nay với công ty của chúng tôi nó chỉ còn chiếm khoảng 200 tấn trên tổng số lượng là 5.000 tấn sản phẩm trong một tháng. Ngoài cái chuyện mà
công nghệ ra thì anh nghĩ rằng lại có những cái điều kiện nào, những gọi là những cái đòi hỏi nào ở công ty của anh để mà tạo cái chất lượng cho công ty nó được, tạo chất lượng cho các sản phẩm của công ty nó được hoàn hảo như ý anh mong muốn? Thì trước hết á, là tôi phải nắm bắt được cái tình hình thị trường. Do đó trong cái quá trình nắm bắt được thị trường như vậy rằng là tôi đã chuyển đổi cái công nghệ của mình để mình có những cái sản phẩm thay đổi. Và như vậy trong cái thời gian từ thời điểm đầu tiên đến ngày hôm nay thì cái sản phẩm của chúng tôi đã tiến xa rất là nhiều. Cái công nghệ thời đó là so với thế giới là lạc hậu vài chục năm. Nhưng mà công nghệ hiện nay của chúng tôi là đang có đó, là cũng có những cái công nghệ gần tương đương với là công nghệ quan trọng không? Tôi cho rằng là yếu tố con người là một yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì nếu mình có một cái dây chuyền cho hiện đại nhưng mà mình không có những anh em đủ sức để mà và rằng là kiểm soát gọi là vận hành cái dây chuyền đó thì chắc chắn là mình cũng không thể thành công được. Như vậy là tôi cho rằng là tất cả các cái doanh nghiệp, trong đó cái yếu tố của con người, mà nhất rằng là trong những cái thời gian càng về sau này của đất nước và về sau nữa, chắc chắn yếu tố con người sẽ là mang một cái yếu tố gần như là quyết định. Như vậy thì cụ thể ở Tôn Đông Á của các anh thì đã phát triển yếu tố con người đó như thế nào để có thể bắt kịp được với những cái tiến bộ của khoa học công nghệ thưa anh? Trong suốt những cái thời gian vừa qua và nhất là những năm gần đây của chúng tôi thì công ty của chúng tôi hàng năm đều có một cái kinh phí vài trăm triệu để cho chúng tôi đưa cho anh em đi ra đào tạo ở nước ngoài, đào tạo ở tại trong nước và đào tạo ở tại chỗ ở trong công ty. Song song bên cạnh đó là tôi thu hút một số các cái anh em mới, chất xám mới từ bên ngoài vào để bổ sung và phù hợp với cái quá trình phát triển của công ty. Chúng tôi loại bỏ dần cái môi trường làm việc theo cái kiểu gia đình. Chúng tôi xây dựng một cái công ty với một cái quy mô quản trị hiện đại, tạo một cái môi trường thuận lợi cho tất cả những anh em nào có đủ khả năng để có thể phát triển và có thể đứng vào những cái vị trí lãnh đạo, và cũng có thể rằng là những cái lớp anh em kế thừa. Và nhất là trong cái quá trình như vậy chúng tôi sẵn sàng là mình dạng giao công việc cho anh em để anh em có những cái sáng tạo và phát triển. Dạ, như vậy thì Quỳnh Hương đã bắt đầu hiểu rồi vì sao mà bản thân anh là một người làm về kỹ thuật, nhưng khi anh được gọi là chuyển sang cái cương vị lãnh đạo và quản trị cả một doanh nghiệp ngày càng lớn như vậy thì chắc là cũng không có phải hụt hẫng gì lắm, phải không anh? Anh có cảm thấy mình có hụt hẫng chút xíu nào không, hay là những cái kinh nghiệm và kiến thức mà anh đã có từ những cái năm tháng trước đây khi mà anh còn làm cho những doanh nghiệp khác không phải là của mình, nó cũng bồi bổ ít nhiều? Tôi nghĩ rằng là trong cái quá trình mà sau khi tôi tốt nghiệp thì tôi nỗ lực tôi làm việc, trong cái quá trình nỗ lực làm việc như vậy thì tôi lại rút được rất nhiều kinh nghiệm, rất là giúp ích cho bản thân. Và tôi nỗ lực học, nỗ lực học tất cả nhiều cái, tất nhiên không thể nào học chuyên sâu, nhưng mà tôi học những cái tổng quát để có đầy đủ cho một cái người lãnh đạo. Như về tài chính tôi cũng phải hiểu, về vấn đề công nghệ thông tin tôi cũng phải biết, về ngay cả đây bây giờ đi đối tác làm việc với nước ngoài thì tôi cũng phải học và tự học, và tôi đến trường tôi học một phần nào đó để tôi có thể giao tiếp được trực tiếp với người nước ngoài. Thì đó thì cũng là rất là nhiều vấn đề mà tôi phải bổ sung, và kiến thức nó phải càng ngày mình càng thu nhập nhiều hơn, để mình mong rằng là khi đất nước mình phát triển càng ngày càng mở ra như thế này, thế giới càng ngày càng phẳng, thì mình phải có đầy đủ thì mình mới có thể là vượt qua được những cái cơn bão táp. Mà tôi cho rằng là cái cơn bão táp này hiện nay mà các doanh nghiệp đang đối đầu đó là cái vấn đề lạm phát. Thưa quý vị, trong câu chuyện với lại anh Nguyễn Thanh Trung thì chúng ta cũng đã nghe chia sẻ ít nhiều về những cái khía cạnh hoạt động của công ty. Nếu như bây giờ mà chúng ta được dịp đến với công ty và được nhìn vào trong những cái hoạt động cụ thể thì sẽ còn thú vị hơn nữa. Chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi đến với những hoạt động chung của công ty nhé. Sau 10 năm đi vào hoạt động, cho đến nay công ty Tôn Đông Á đã có những bước tiến dài trong hoạt động kinh doanh. Để có những thành quả đó là sự nỗ lực không ngừng của một tập thể đoàn kết, năng động, yêu nghề, mà người đứng mũi chịu sào là giám đốc trẻ Nguyễn Thanh Trung. Chính sự dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư vào lối đi khó của anh đã cho những cộng sự của mình niềm tin, nguồn động lực để không chỉ xây dựng công ty, mà đó chính là xây dựng cho một thương hiệu của người Việt Nam. Hiện nay công ty có hai dây chuyền mạ kẽm, một dây chuyền mạ màu hiện đại đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Sự ra đời của dây chuyền mạ màu hiện đại đánh dấu một bước phát triển mới của công ty Tôn Đông Á nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường.
Có thể nói, với những nỗ lực của mình, công ty đã đạt được nhiều giải thưởng như Cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam, Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng vân vân. Bên cạnh việc đầu tư phát triển kinh doanh, có thể thấy Tôn Đông Á còn là đơn vị tích cực tham gia nhiều công tác từ thiện như giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt, ủng hộ tiền và tôn để xây dựng nhà tình thương vân vân. Bên cạnh đó, công ty còn tài trợ cho các bạn sinh viên trong chiến dịch mùa hè xanh của trường Đại học Bách Khoa xây cầu bê tông Rạch Miễu thuộc xã Thành Phong, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Năng động trong sản xuất kinh doanh, biết san sẻ tấm lòng nhân ái với cộng đồng. Phải chăng đó cũng là một trong những bí quyết thành công của Tôn Đông Á? Thưa anh Thanh Trung, những gì mà Tôn Đông Á đang có được ngày hôm nay thì đó là một nỗ lực của cả một tập thể to lớn. Điều đó thì Quỳnh Hương không thể phủ nhận được. Tuy nhiên, cũng nhớ đến một cái lời phát biểu của anh trước đây, đó là thị trường thì giống như một dòng sông mà nhà sản xuất thì phải đầu tư lâu dài và xoay sở giỏi làm sao đó để tạo nên những cái dòng chảy hàng hóa ổn định, chứ không thể thấy tốt thì làm và thấy không tốt hoặc là thấy khó thì ngưng. Và nói như vậy thì anh có thấy rằng là mình may mắn để mà không có gặp phải quá nhiều những dòng chảy xiết để buộc nhà đầu tư phải bỏ của chạy lấy người ạ? Tôi nghĩ rằng là tôi không dám phủ nhận cái chuyện trong cái công cuộc làm ăn là hoặc là với một cá nhân hoặc là với một cái doanh nghiệp đó, có cái yếu tố may mắn, có cái yếu tố cơ hội thuận lợi. Thì tôi nghĩ rằng là để mình nắm bắt được cái cơ hội hoặc là cái may mắn đó, thì mình cũng thể nào mình ngồi đó mình chờ rồi may mắn nó đến với mình. Tôi nghĩ rằng là một cá nhân, một doanh nghiệp phải nỗ lực hoạt động và hoạt động phải liên tục. Và hơn nữa, đối với một nhà sản xuất thì không thể nào là mình sản xuất một thời gian rồi là mình lại ngưng rồi mình lại sản xuất, bởi vì công việc sản xuất nó dính dáng đến những cái con người hoạt động ở trong đó. Gần như rằng là giống như một bộ máy phải chạy đều 24/24. Tôi không thể nào ngưng nhà máy để tôi cho công nhân nghỉ rồi ngày mai tôi lại mời công nhân vào làm việc. Như vậy thì rõ ràng không thể nào tạo một cái cuộc sống ổn định cho anh em cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, cái dòng chảy của thị trường nó cũng như một cái dòng sông, có những cái lúc thuận lợi và có những cái lúc khó khăn. Nếu những lúc thuận lợi mình mới bơi thì chắc chắn khi mình bơi lỡ mà nó khó khăn một cái thì mình sẽ không biết vượt qua cái khó khăn đó. Thì như vậy trên cái dòng chảy mình là một người đang bơi thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn có những cái khó khăn thì mình vẫn phải tìm cách mình bơi. Nhưng mà có thể lúc đó là mình sẽ tìm một cái cách nào đó để mà mình bơi mà nó chậm lại một chút. Chứ không thể nào mình ngưng, mình lên mình ngồi chờ đến cái dòng chảy nó tốt. Bởi vì không bao giờ có một cái dòng chảy khi nào nó cũng thuận lợi. Do đó, đối với công việc công ty thì thôi là có một cái quan niệm là mình phải tiếp tục đầu tư, mình phải có một cái tầm nhìn. Có thể khi hồi xưa cái công ty còn nhỏ, tôi có một cái tầm nhìn 1-2 năm. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng lớn lên, nhất là khi đất nước đang phát triển như hiện nay, mở ra một cái thế giới phẳng và nước ngoài đầu tư như vậy, thì tôi phải có một cái tầm nhìn xa hơn, có thể là phải 5 năm hoặc trên 5 năm. Như vậy thì nãy giờ trong câu chuyện của mình, anh đã 2 lần nhắc đến khái niệm là thế giới phẳng. Có nghĩa là anh đã xác nhận rằng là càng ngày cái sức bơi của chúng ta là phải càng giỏi hơn, phải không anh? Bởi vì ra biển lớn rồi. Nhưng mà anh cũng đã từng tâm sự rằng là chuyện sống còn của một nhà đầu tư, một nhà sản xuất còn là sự nắm bắt thay đổi của thị trường nữa, chứ không phải chỉ lo cắm cúi tạo ra sản phẩm mà thôi. Như vậy thì anh đã có thể cụ thể hóa những cái việc gọi là thay đổi thị trường của anh như thế nào? Hồi xưa tôi chỉ có một cái sản phẩm rất là đơn giản. Nó đơn điệu lắm. Một cái sản phẩm mà tôn dài 2m, 2m4, 3m chừng đó. Nhưng mà đã thấy bán được ra thị trường rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thị trường thì phần của cái sản phẩm đó càng ngày càng giảm. Bởi vì cái nhu cầu phát triển của đất nước càng ngày càng cao hơn do cái nền kinh tế phát triển. Song song bên cạnh đó, người tiêu dùng bây giờ người ta có những cái kiến thức, nhận thức về cái vấn đề tiêu dùng nó đã cao hơn. Do đó công ty phải hiểu được, chúng tôi phải hiểu được là cái trong tương lai đây thì sản phẩm nào sẽ là cái sản phẩm thay đổi, thay thế cho cái sản phẩm đó. Và như vậy là dần dần từ cái sản phẩm lá chúng tôi làm qua đến cái sản phẩm cuộn. Từ cái sản phẩm cuộn tôi tiến tiếp là một cái sản phẩm tôn màu. Và tiếp tục tôi sẽ phải tiếp tục nữa. Bởi vì chắc chắn ngày mai đây
ở thị trường sẽ cần những cái sản phẩm cao cấp hơn nữa, mà chỉ cần mình nhìn chung trong cái bối cảnh của những cái đất nước xung quanh trong khu vực chúng ta, thì chúng ta cũng hiểu được rằng là cái xu thế phát triển của đất nước Việt Nam cũng đó là một cái xu thế khi đất nước mình công nghiệp càng ngày càng công nghiệp hóa. Dạ, và đặc biệt là khi mà giờ đây chúng ta đã tham gia vào sân chơi chung cũng nhiều thách thức và nhiều cơ hội, đó là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Vậy thì anh đã chuẩn bị tâm thế cho mình và cho doanh nghiệp của mình trong suốt 1-2 năm vừa qua như thế nào để có thể nắm bắt được những cái cơ hội càng ngày càng mở ra, thách thức ngày càng cũng nhiều như vậy? Cái đầu tiên ở công ty của chúng tôi thì trong cái thời gian gần đây nó có một cái chuẩn mực, bởi vì công ty không phải là một công ty chỉ có vài chục người, không thể nào chỉ đạo theo dạng là người chủ doanh nghiệp hoặc là người giống như một cái người gia trưởng được. Muốn làm cái này thì chỉ cái này, muốn làm cái kia thì chỉ cái kia, mà phải có một cái hệ thống anh em nối kết với nhau và quan hệ với nhau để triển khai cái công việc. Như vậy là cái hệ thống quản trị công nghiệp theo cái khuynh hướng hiện đại, đó là cái việc đầu tiên mà công ty phải làm. Cái việc thứ hai là chúng tôi dần dần sẽ hoàn thiện, và khả năng trong cuối năm nay chúng tôi hoàn thiện được cái hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của công ty. Nghĩa rằng là tất cả các bộ phận sẽ sử dụng các cái phần mềm và cái công nghệ thông tin để mà quan hệ và điều hành. Và bên cạnh đó thì phải nâng cao cái kiến thức càng ngày, hội nhập khi đất nước càng ngày càng mở rộng ra như thế này. Trong đoạn phim vừa rồi thì chúng tôi cũng có thể thấy được về những cái hoạt động xã hội của công ty của mình. Như vậy thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về những cái hoạt động này của công ty được không anh? Tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp á, là một cái thực thể của xã hội, của đất nước. Doanh nghiệp tồn tại và sống phát triển nhờ cộng đồng. Như vậy cái việc mà doanh nghiệp có cái trách nhiệm với cộng đồng, đó là một cái điều tất yếu. Mà hơn nữa đối với một đất nước Việt Nam của chúng ta như ngày hôm nay á, trong cái quá trình đi lên á, thì một bộ phận của xã hội á, là đã phát triển. Nói chung cả đất nước đều phát triển, nhưng mà một bộ phận lại được hưởng những cái phát triển tốt hơn, có một cái đời sống cao hơn, điều kiện sống tốt hơn. Nhưng mà bên cạnh đó một cái bộ phận của xã hội, như chúng ta đi hiện nay Việt Nam mình khoảng 70% là nông nghiệp. Chúng ta đi về làng quê thì chúng ta thấy cái cuộc sống giữa làng quê với thành thị có một sự cách biệt rất lớn. Thì cái điều đó làm cho chúng tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm mình đối với đất nước của mình, đối với cái xã hội của mình nó lớn hơn. Chính vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ là những cái hiện nay mình thành đạt được nhờ cộng đồng, để mình trở lại đối với cộng đồng, để thí dụ như có những cái học bổng cho sinh viên, để những em đó có thể vượt qua những cái khó khăn, những cái gia đình nghèo khó người ta vượt qua những cái lúc mà khó khăn trong cuộc sống, để người ta có một cái tinh thần người ta vươn lên. Thì khi người ta phát triển thì tôi nghĩ rằng là khi mỗi cá nhân hoặc là những cái tổ chức xã hội hay là những cái gia đình người ta phát triển nó tốt hơn thì sẽ đến mang lại tích cực, tích cực lại đối với cái sự phát triển của đất nước. Và ngoài những cái công việc xã hội mà anh đề cập thì Quỳnh Hương cũng được biết là anh là thành viên của Quỹ Huế Hiếu Học. Vậy thì tham gia cùng để thành lập cái hội này với anh là còn những người bạn tâm huyết nữa. Vậy thì có lẽ anh mà nói về những gì anh làm thì có thể hơi ngại ha. Quỳnh Hương xin được hỏi chuyện anh Lê Hiếu Hữu là giám đốc bán hàng của công ty MAP Pacific Việt Nam và đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản lý quỹ giáo dục Huế Hiếu Học. Như vậy thì anh Hữu có thể chia sẻ cho anh và anh Trung cũng như các bạn hữu của mình đã xây dựng cái quỹ này và đang điều hành và làm cho nó hoạt động một cách có ý nghĩa như thế nào không thưa anh? Cảm ơn Quỳnh Hương. Thì như vậy cái quỹ giáo dục Huế Hiếu Học tôi thì bắt đầu thành lập, cái ban vận động thành lập là tháng 10 năm 2005, tức là cách đây 3 năm thôi. Thì trong đó anh Nguyễn Thanh Trung là một thành viên trong hội đồng sáng lập, rất là tích cực. Thì mục đích của giáo dục của tôi là gồm của những người có một đất Thừa Thiên Huế và những người yếu mạnh đất này, làm sao để có những hoạt động cụ thể trong lĩnh vực giáo dục để giúp những cái mảnh đời mà còn nhiều khó khăn, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu xa đó. Thì như vậy chúng tôi hoạt động chủ yếu là nhất là cái cấp học bổng và khen thưởng cho các em nghèo hiểu học. Cái hoạt động thứ hai là trang bị cơ sở vật chất, ví dụ có những máy vi tính hoặc những thiết bị gì có được. Thứ ba là tôi xây dựng trường lớp.
cho các vùng nông thôn, và thứ tư nữa là các hoạt động khác, hoặc là văn thể mỹ, hoặc là các hoạt động xã hội giống như cứu trợ bão lụt. Thì anh Nguyễn Thất Trung là thành viên tích cực. Trong quý 1 chúng tôi có xây dựng một ngôi trường 5 lớp do một Việt Kiều tài trợ khoảng 25.000 đô la. Thì đông đảo công ty Tôn Đông Á cũng có tài trợ cho Tôn lớp thì giá còn trên và cái phần thêm khoảng 50 triệu. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Quỳnh Hương cũng có nghe nói là anh trong một chuyến về trường thăm trường cũ của mình là Đại học Bách Khoa, thì anh cũng đã ủng hộ học bổng cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó của trường, rồi kinh phí 50 triệu đồng nữa để cho đoàn trường có thể xây 2 cây cầu ở đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì về thăm trường cũ thì cái xúc động chắc là phải dâng trào, phải không anh? Tôi về trường thì phải nói rằng là ai cũng vậy, thì tôi cũng vậy. Tôi rất yêu cái trường nơi mình đã được dạy dỗ. Trường đã dạy dỗ cho mình những cái kiến thức về chuyên môn và về trong cái cuộc sống. Và đó cũng là một cái nền tảng để tôi có được một xây dựng được một cái cơ nghiệp như ngày hôm nay cùng với anh em. Thì khi về trường như vậy thì trong cái thời gian vừa qua tôi cũng đã tham gia cùng với trường, và cái kế hoạch của tôi là lâu dài cùng với trường Đại học Bách Khoa. Là đến hôm nay là tôi tham gia đã 2 năm. Sẽ cung cấp những cái học bổng và cùng với anh em sinh viên của trường để có những cái chương trình chiến dịch mùa hè xanh, giúp đỡ cho những cái khu vực nghèo khó để làm nhà hoặc là làm cầu. Ngày hôm nay đang có mặt tại đây thì cũng có một số các bạn sinh viên của trường Đại học Bách Khoa. Thì bạn có nghĩ ngày xưa khi mà anh Trung ngồi ở ghế nhà trường Bách Khoa, anh Trung cũng chưa nghĩ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ là một doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp. Vậy thì ngay bây giờ bạn có nghĩ rằng một lúc nào đó bạn cũng sẽ trở thành một chủ nhân của một doanh nghiệp giống như anh Trung không? Xin chào anh Trung, xin chào chị Quỳnh Hương. Em cũng là một sinh viên của Bách Khoa. Thì khi bước chân vào Bách Khoa thì mỗi sinh viên đều có một cái tinh thần, đó là chỉ biết học thôi, và có một cái bằng đại học và ra đi làm. Cái khát khao của em đó thì trước mắt chỉ là đi làm thôi, còn sau này khi mà đi làm ra cho em ra ngoài đời đi làm rồi thì khát khao trở thành một chủ doanh nghiệp, bước cao hơn ở trong vị trí ở trong xã hội như thế nào thì cái đó còn tùy thuộc vào cái những cái khó khăn, những cái thuận lợi mà em gặp sau khi ra trường nữa. Nhưng mà hy vọng của em thì vẫn sẽ là sẽ có được một cái vị trí cao hơn ở trong xã hội sau này. Cảm ơn em rất là nhiều. Theo anh, tính cho đến thời điểm này, đâu là bí quyết để cho anh có thể chinh phục khách hàng và giữ vững được cái sự bền vững này đối với cái lòng tin của khách hàng của mình? Tôi thì cũng rất là nghe nhiều bạn bè anh em hay hỏi là bí quyết là cái gì. Tôi nhiều khi tôi cũng trăn trở lắm, tôi hỏi tôi không biết là bí quyết như thế nào nữa. Thì tôi nghĩ rằng là chắc tôi cũng có bí quyết. Nhưng mà tôi tất cả là bằng cái tâm của mình. Với nhân viên tôi nghĩ rằng là mình phải có một cái tâm thực sự của một người lãnh đạo. Mà cái tâm đó nó thể hiện trong cái chiến lược phát triển của công ty. Cái tâm đó nó không thể nào là một câu nói, một hành động hay là một khẩu hiệu nói nhất thời. Để cho nhân viên thấy rằng là như vậy, rằng là sẽ theo mình cùng tâm huyết để mình làm. Mà cái tâm đó là cả một cái quá trình hoạt động. Và những người đi trước người ta thấy được cái chiến lược, kế hoạch của công ty. Như vậy thì người ta sẽ lại là truyền đạt với những người đi sau. Thì với khách hàng cũng vậy. Tôi nghĩ rằng là với khách hàng thì tôi trước hết là phải có một cái sự gắn bó với khách hàng. Vì khách hàng là phát triển thì công ty mới tồn tại. Và tôi phải có những cái uy tín, làm sao để mà cam kết được những cái công bố về cái sản phẩm của mình, về cái dịch vụ của mình, về cái quan hệ của mình với khách hàng và cái đối tác của mình, là mang cái tính chất lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta cũng đã vừa trải qua câu chuyện với anh Nguyễn Thanh Trung là tổng giám đốc của công ty Tôn Đông Á, và cũng đã nghe anh chia sẻ những cái điều về sự nghiệp cũng là cuộc đời của mình. Vậy thì Quỳnh Hương xin được chúc cho anh sẽ tiếp tục phát triển thêm doanh nghiệp của mình để
Tôn Đông Á sẽ ngày càng trở thành một cái thương hiệu, không chỉ là một thương hiệu uy tín đối với những người tiêu dùng Việt Nam mà còn sẽ còn vươn ra tầm khu vực và quốc tế nữa, để có thể góp phần vào trong cái việc phát triển nền kinh tế của đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin được cảm ơn anh đã đến với chương trình trò chuyện cuối tuần. Và đây là một bó hoa thay cho lời cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng ta xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau cũng vào lúc 12:30 trưa Chủ nhật trên sóng HTV7. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.